Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ cùng các em tổng kết lại nội dung những nội dung cơ bản của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ năm 1946 đến năm 1954. Và vì đây là bài tổng kết, cho nên là uh, cô rất mong rằng là các em sẽ hăng hái phát biểu ý kiến. Uh, và bạn nào trả lời nhanh, đúng thì cô sẽ uh, ghi nhận lại để cho điểm nhé. À bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học này. À, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp diễn ra từ năm 1946 đến năm 1950. Giai đoạn thứ hai là bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp từ năm 1951 đến năm 1953 và giai đoạn thứ ba là cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúc từ năm 1953 đến năm 1954. À, bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những nội dung cơ bản của từng giai đoạn một. À, riêng giai đoạn thứ ba thì cô sẽ dành thời gian để nhấn mạnh hơn một chút. À, thứ nhất, à, giai đoạn đầu này, những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ năm 1946 đến năm 1950, à, thì trong giai đoạn này chúng ta phải nắm được những nội dung cơ bản nào. À, như phần trước học thì các em còn nhớ là à, mặc dù Ta và Pháp đã ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 và tạm ước 14 tháng 9 năm 1946, nhưng sau đó thực dân Pháp đã bội ước và tấn công ta. Đỉnh điểm là ngày 18 tháng 12 năm 1946 thì thực dân Pháp đã gửi tối hậu thư yêu cầu chúng ta phải giao quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội cho thực dân Pháp, nếu không chậm nhất là ngày sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946 thì quân Pháp sẽ tấn công. Và trước tình hình đó chúng ta không còn con đường lựa chọn nào khác Đó là phải kháng chiến à, Và trong tình thế cấp bách đó này Thì ngày mà Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị toàn dân kháng chiến Và ngày 19 tháng 12 năm 1946 Thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và sau đó đến năm 1947 thì Tổng Bí Thư Trường Trinh có tác phẩm Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi À, và trong ba cái văn kiện này nó đã thể hiện rõ cái nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp đó là gì nào cô mời các các con trả lời nào à nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp đó chính là toàn dân toàn diện trường kỳ tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế À, và sau đấy cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp diễn ra như thế nào? Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. À, cuộc kháng chiến ở các đô thị phía Bắc, Mỹ tuyến 16, thì cuộc chiến đấu đầu tiên diễn ra tại các đô thị. này à, Tại sao Pháp lại tấn công vào các đô thị, trong đó có thủ đô Hà Nội? Thì chúng ta biết là đô thị là nơi mà tập trung các cơ quan đầu não của chúng ta, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và pháp tấn công vào các đô thị mục đích là để tiêu diệt cơ quan đầu não của chúng ta và nhằm để kết thúc chiến tranh nhanh chóng à, tất nhiên là pháp phải dựa trên cái ưu thế đó là quân đội mạnh và vũ khí hiện đại Đấy, và cuộc chiến đấu ở các đô thị trong đó có thủ đô hà nội đã diễn ra hết sức là quyết liệt ở hà nội đã hình thành những cái cảm tử quân à, chiến đấu với tinh thần là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh Đấy, và à, Tất nhiên chúng ta hiểu rằng là ban đầu tương quan lực lượng giữa ta và địch rất là tranh lệch, ta yếu hơn địch, cho nên là mục đích chúng ta kháng chiến ở các đô thị thì chúng ta đó là gì? Chúng ta cũng không thể thắng địch ngay từ đầu đúng không ạ? Cho nên mục đích chiến đấu ở các đô thị của chúng ta là nhằm để giam chân địch à, để tạo điều kiện à, chúng ta di chuyển các cơ quan đầu não à, và cơ sở vật chất của chúng ta lên chiến khu Việt Bắc để à, và để tạo điều kiện cho cả nước ta bước vào cuộc kháng chiến lâu dài. Đấy. À, tiếp theo, sang đến phần tiếp theo là đến năm 1947 thì thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc. Đây, và chúng ta theo dõi đây là cái lược đồ của Việt Bắc. À, Việt Bắc thì gồm có 6 tỉnh đó là Cao Bằng này, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Tức là nó gồm chủ yếu 6 tỉnh này. Và vai trò của Việt Bắc như thế nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp? Thì Việt Bắc được gọi là an toàn khu, ấy, là nơi tập trung cơ quan đầu não của chúng ta, là nơi tập trung bộ đội chủ lực và cơ sở vật chất kỹ thuật của cuộc kháng chiến. Đấy, cho nên chúng ta hiểu mục đích của Pháp tấn công lên Việt Bắc năm 1947 đó là gì nhỉ? Cô xem các bạn nào trả lời không nhé. Mục đích của Pháp tấn công lên Việt Bắc đó chính là là đánh nhanh thắng nhanh đúng không ạ tức là pháp vẫn tiếp tục cái âm mưu đánh nhanh thắng nhanh và để thực hiện âm mưu này thì pháp đã sử dụng thủ đoạn hai gọng kìm à, đó là gì chúng ta theo dõi trên lược đồ này à, gọng kìm thứ nhất này là quân mộ sẽ từ lạng sơn tiến lên đường số 4 rồi đến cao bằng và một bộ phận vòng xuống bắc cạn tạo thành một gọng kìm bao vây việt bắc từ phía gì đây đây là phía phía đông và phía bắc đúng không ạ một gọng kìm thứ hai là hỗn hợp quân thủy và quân bộ từ hà nội này tiến lên à, theo sông hồng sông lô tiến lên tuyên quang chiêm hóa rồi vòng xuống đài thị tạo thành một gọng kìm bao vây việt bắc từ phía tây đấy, như vậy chúng ta hiểu kế hoạch hai gọng kìm đó là để làm gì đấy ạ để khép chặt bao vây và tiêu diệt việt bắc kết thúc chiến tranh nhanh chóng à, vậy trước âm mưu và thủ đoạn mới của thực dân pháp như vậy thì về phía ta chúng ta đối phó như thế nào? thì ở đây chúng ta liệu chỉ cần nhớ một cách chỉ cần nhớ đơn giản thế này này, pháp thực hiện kế hoạch hai gọng kìm thì chúng ta bẻ gãy hai gọng kìm đó thì coi như kế hoạch của pháp thất bại. và cụ thể này, thứ nhất là trên đường số 4 chúng ta đánh trận đèo bông lau nổi tiếng. đấy và thứ hai trên sông hồng sông lô chúng ta đánh trận đoan hùng và khe lau và kế hoạch hai gọng kìm của pháp bị thất bại và pháp buộc phải rút khỏi Việt Bắc vào ngày 19 tháng 12 năm 1947 à, và chúng ta chú ý cái cách đánh trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 đó là cái cách đánh vận động chiến tức là gì tức là quân pháp di chuyển đến đâu thì chúng ta sẽ bám sát theo quân địch để tiêu diệt quân địch đến đấy và à, chúng ta bẻ gãy hai gọng kìm của thực dân pháp và coi như kế hoạch tấn công lên Việt Bắc của pháp năm 1947 Thất bại. À, vậy ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 đó là gì nhỉ? À, để, thể, để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta căn cứ vào cái âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc năm 1947. Thế nhưng Pháp đã không thực hiện được. Vậy cái ý nghĩa của chiến dịch này đó là gì? À, đó chính là Pháp đã thất bại trong âm mưu đánh nhanh thắng nhanh và buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. Và đánh lâu dài thì Pháp phải thực hiện chính sách dùng người Việt đánh người Việt và lấy chiến tranh để nuôi chiến tranh nhằm để khắc phục những cái khó khăn của thực dân Pháp. À, chúng ta lại tiếp tục theo dõi nhé. À, sang đến năm 1950 thì Pháp tiếp tục tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai. Và lần này thì âm mưu và thủ đoạn của thực dân Pháp như thế nào? Rồi, à, tấn công lên việt bắc lần thứ hai thì pháp vẫn tiếp tục theo đuổi âm mưu đánh nhanh thắng nhanh à, và à, để thực hiện âm mưu đó thì pháp đã sử dụng thủ đoạn gì đó là pháp đã đề ra kế hoạch dơ ve gồm có hai nội dung sau đây thứ nhất là thiết lập hệ thống phòng ngự kiên cố trên đường số 4 này gồm có các cứ điểm này cao bằng này đông khê này thất khê này na sầm này lạng sơn này đình lập và thứ hai là hệ thống là hành lang đông tây từ đông sang tây này gồm có các tỉnh này hải phòng này hà nội này hòa bình này à, như như vậy nhìn vào đây thì chúng ta thấy rõ cái 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 âm mưu của thực dân pháp đó là gì ạ với kế hoạch dơ ve thì rõ ràng là pháp tạo ra cái thế bao vây cả trong lẫn ngoài nhằm để tiêu diệt việt bắc và kết thúc chiến tranh nhanh chóng. À, vậy trước cái âm mưu và thủ đoạn mới của thực dân Pháp trong năm 1950 thì về phía ta chúng ta đối phó như thế nào? Này, à, Bộ Chính trị đã quyết định là mở chiến dịch biên giới. Chúng ta chú ý, chúng ta mở chiến dịch nhé. Tức là trong chúng ta trong tư thế chủ động đánh giặc. Và điều này nó sẽ có ý nghĩa rất là quan trọng khi mà chiến dịch kết thúc thắng lợi. Và mở chiến dịch biên giới thì chúng ta tấn công đầu tiên vào cứ điểm Đông Khê đây. Và đến ngày 18 tháng 9 thì chúng ta đã chiếm được cứ điểm Đông Khê. Và trước tình hình đó thì quân Pháp đã thực hiện kế hoạch hành quân kép. Có nghĩa là gì? À, một mặt quân Pháp cho quân từ Thất Khê lên để cứu cho Đông Khê này và đón quân Cao Bằng bị cô lập rút chạy về. Đồng thời quân Pháp tổ chức một cuộc tấn công lên Thái Nguyên nhưng thực chất đây chỉ là cái đòn nghi binh để đỡ đòn cho đồng bọn biên giới ở biên giới thôi tức là quân pháp sẽ thu hút bộ đội của chúng ta về đây để đỡ đòn cho đồng bọn cứu nguy cho đồng bọn ở mặt trận biên giới à, thế nhưng mà chúng ta đã đập tan cả hai cuộc hành quân này của thực dân pháp và kết cục đó là quân pháp buộc phải rút chạy khỏi đường số 4. và hành lang đông tây thì chúng ta cũng đánh và chọc thủng hành lang đông tây ở khâu hòa bình À, như vậy chúng ta nhìn vào cái kết quả của uh, uh, chiến dịch biên giới năm 1950 thì chúng ta đánh giá thế nào về ý nghĩa của chiến dịch này? nhỉ à, Chúng ta căn cứ vào âm mưu và thủ đoạn của thực dân pháp và căn cứ vào kết quả của cái chiến dịch này thì chúng ta đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chiến dịch biên giới? Đúng rồi, đó chính là là thế bao vây cả trong lẫn ngoài đối với Việt Bắc được phá bỏ đúng không? Đó là biên giới Việt-Trung được khai thông này chúng ta và thứ hai là hành lang Đông Tây bị trọng thủng ở Hòa Bình có nghĩa là thế bao vây Việt Bắc cả trong lẫn ngoài bị phá bỏ Việt Bắc được củng cố mở rộng đúng không ạ? Và qua chiến đấu thì bộ đội của chủ lực của chúng ta ngày càng trưởng thành nhưng cái ý nghĩa quan trọng nhất của chiến dịch biên giới Thu Đông 1950 đó là gì nhỉ? Đây chúng ta căn cứ vào cái chủ trương của chúng ta này là chúng ta mở chiến dịch biên giới chúng ta chủ động đánh giặc. và chính vì thế cho nên và chiến dịch kết thúc thắng lợi cho nên cái ý nghĩa quan trọng nhất của chiến dịch biên giới Thu Đông 1950 đó là gì? À, đúng rồi, đó là ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính ở Bắc Bộ. Và từ đây nó sẽ làm thay đổi thế và lực của chúng ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Như thế nào? Chúng ta tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo. À, phần 2 lớn đây là giai đoạn thứ hai của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp à, bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ năm 1951 đến năm 1953 thì trong phần này chúng ta cần nhớ những cái nội dung cơ bản nào à, thứ nhất này là lúc này Pháp đề ra kế hoạch the last the taxii và so với những kế hoạch trước đây thì kế hoạch này đẩy cuộc chiến tranh lên quy mô quy mô lớn và toàn diện hơn. Và đương nhiên là nó cũng gây cho cuộc kháng chiến của chúng ta nhiều khó khăn hơn. Và đứng trước tình hình đó thì Đảng Cộng sản Đông Dương đã tiến hành đại hội lần thứ hai vào tháng 2 năm 1951. Và chúng ta chỉ cần nhớ những cái nội dung cơ bản nhất của đại hội này. Đó là thứ nhất là đại hội này, đại hội vẫn tiếp tục khẳng định nhiệm vụ kháng chiến chống thực dân Pháp để giành độc lập và thống nhất đất nước là nhiệm vụ hàng đầu tức là nhiệm vụ dân tộc vẫn đề cao hơn nhiệm vụ dân chủ đấy và dân chủ cũng phải phục vụ cho nhiệm vụ dân tộc đấy và nội dung thứ hai là đổi tên đảng từ đảng cộng sản đông dương thành đảng lao động Việt Nam có nghĩa là Lào và Campuchia phải thành lập riêng của đảng đảng của mình để có những cái chính sách mà phù hợp để có sự lãnh đạo sát sao với cuộc kháng chiến đang ngày càng phát triển của các nước và chính vì thế cho từ những cái nội dung cơ bản của đại hội này cho nên cái ý nghĩa của đại hội lần thứ hai của Đảng đó chính là đại hội kháng chiến thắng lợi. À, bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang nội dung thứ ba. Và đấy cũng là giai đoạn thứ ba của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc từ năm 1953 đến năm 1954. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về kế hoạch Nava. Thế thì đến năm 1953 thì cuộc kháng chiến của thực dân Pháp ở Đông Dương đã kéo dài 8 năm Và Pháp lúc này gặp rất nhiều những khó khăn à, Và lúc này thì Mỹ càng can thiệp sâu sắc vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương hơn nữa Nhưng mục đích của Mỹ là gì? Là muốn Pháp kéo dài, mở rộng cuộc chiến tranh để từng bước thay chân Pháp Đấy, Và được sự thỏa thuận của Mỹ thì... À, pháp đã cử nava sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn trinh ở đông dương à, và đây là hình ảnh của tướng nava là một vị tướng bốn sao rất là can dạ và à, văn võ song toàn đấy, và được báo chí phương tây ca tụng là gì ạ là người có thể uốn nắn lại tình hình đông dương đấy, và nava đã đề ra kế hoạch nava chúng ta cùng nhau theo dõi nội dung của kế hoạch nava À, chúng ta chỉ cần nhớ được những cái ý chính sau đây này. Thứ nhất này, bước 1 này, thu đông 1953 đến xuân năm 1954 thì quân địch sẽ giữ thế phòng ngự ở Bắc Bộ và tiến công chiến lược ở Trung Bộ và Nam Đông Dương. Đấy. Bước 2 là từ thu đông 1954 sẽ chuyển lực lượng ra Bắc Bộ để tiến công chiến lược nhằm giành thắng lợi quân sự quyết định buộc ta phải đà, phải đàm phán theo hướng có lợi cho thực dân Pháp để kết thúc chiến tranh. À, như vậy nhìn vào cái nội dung cơ bản của kế hoạch Nava này thì chúng ta thấy rằng là mục tiêu cuối cùng của kế hoạch Nava đó là gì? Nào chúng ta cùng 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 đọc và rút ra cái mục tiêu cuối cùng của kế hoạch Nava đó là gì ạ? Đúng rồi, nó được thể hiện đây này. Đấy, đó là Cuối cùng phải giành được thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Đấy, vậy để thực hiện được cái mục tiêu đó, mục tiêu giành thắng lợi quân sự đó, thì quân Pháp phải làm được cái việc gì nhỉ? Rồi nha chúng ta cứ căn cứ vào cái nội dung của kế hoạch Nava nhé. À, bước 1 là phòng ngự ở Bắc Bộ này, và tiến công chiến lược ở Trung Bộ Nam Đông Dương này. Và bước 2 này để giành được thắng lợi quân sự quyết định thì pháp phải chuyển lực lượng ra bắc bộ có nghĩa là pháp phải dồn được quân phải tập trung được quân ở bắc bộ để tạo thành một cái quả đấm thép để à, tiến công chiến lược giành thắng lợi quân sự quyết định buộc ta phải đàm phán theo hướng có lợi cho pháp à như vậy chúng ta thấy là để thực hiện được mục tiêu đó pháp phải dồn được quân hay nói khác là tập trung quân tập trung ở đồng bằng bắc bộ đúng không ạ Đấy, biện pháp là pháp phải tập trung được quân à, vậy đứng trước âm mưu và thủ đoạn mới của pháp trong năm 1953, 1954 thì về phía chúng ta chúng ta đối phó ra sao à, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo à, đây là quân quân pháp ở đông dương này có 84 tiểu đoàn thì riêng đồng bằng bắc bộ đã lên tới 44 tiểu đoàn đấy tức là pháp phải tập trung quân được ở đồng bằng bắc bộ rồi tiến công chiến lược để giành thắng lợi quân sự quyết định À, vậy về phía ta, chúng ta đối phó như thế nào? Nhà hai, cuộc tấn công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. Thế thì trước âm mưu và thủ đoạn mới của Pháp trong năm 1953 thì uh, bộ chính trị đã họp và đề ra phương hướng chiến lược của ta này. Đó là chúng ta sẽ tấn công vào những hướng quan trọng về mặt chiến lược nhưng địch phải tương đối yếu. Nhằm để làm gì? Để tiêu hao sinh lực địch này, để giải phóng đất và dân này, nhưng quan trọng hơn đó là buộc địch phải phân tán lực lượng để đối phó với ta trên nhiều chiến trường. Đấy, như vậy chúng ta thấy nha. Đó là thực dân Pháp muốn tập trung quân để tạo thành sức mạnh thì ta buộc địch phải phân tán ra và đây chúng ta nhớ cái hình ảnh mà hồ chủ tịch có nói là gì? địch muốn tập trung quân để tạo thành sức mạnh người vừa nói vừa dơ nắm tay lên thì ta buộc địch phải phân tán ra thì sức mạnh đấy không còn nữa người vừa nói vừa duỗi các ngón vừa duỗi ngón tay ra bằng mỗi ngón tay duỗi về mỗi hướng, đấy, như vậy chúng ta chú ý này phương hướng chiến lược của chúng ta trong Đông Xuân 1953-1954 và thực hiện cái phương hướng đó thì trong Đông Xuân 1953-1954 chúng ta đã mở những chiến dịch nào? Thứ nhất là tháng 12 năm 1953 thì chúng ta đã tiến công lên Tây Bắc và giải phóng được Lai Châu. Lúc này Điện Biên phủ bị uy hiếp thì buộc địch phải điều quân từ đồng bằng Bắc Bộ lên giữ Điện Biên phủ và nơi đây trở thành nơi tập trung quân thứ 2 sau đồng bằng Bắc Bộ. Tiếp theo là đầu tháng 12 năm 1953 thì ta phối hợp với bộ đội Lào mở cuộc tấn công địch ở Trung Lào và giải phóng được Thà Khẹt, uy hiếp Seno và trước tình hình đó quân địch điều quân lên giữ Seno và nơi đây trở thành nơi tập trung quân thứ 3 sang đến tháng 1 năm 1954, ta và bộ đội lào lại phối hợp mở chiến dịch ở thượng lào và à, chúng ta đã giải phóng được phong sa lì này, uy hiếp mường xài và luông pha bang và lúc này quân địch lại phải nhiều quân lên giữ mường xài và luông pha bang và nơi đây trở thành nơi tập tập trung quân thứ tư của thực dân pháp tiếp nữa cũng trong đầu năm 1954 thì chúng ta mở cuộc tấn công lên Tây Nguyên, Bắc Tây Nguyên và thải giải phóng được con tum này. Và địch lại điều quân lên để giữ Pleiku và nơi đây trở thành nơi tập trung quân thứ năm À như vậy chúng ta nhìn lại cái bảng tổng kết các chiến dịch trong Đông Xuân 1953-1954 thì chúng ta thấy này. Đây, bốn chiến dịch, chúng ta mở bốn chiến dịch và buộc địch phải phân tán thành bốn nơi cộng với đồng bằng bắc bộ nữa như vậy là thành năm nơi à vậy à? như vậy chúng ta đã đạt được cái cái mục đích của chúng ta trong đông xuân 1953-1954 đó chính là chúng ta mở nhiều cuộc tấn công chiến lược mở nhiều cuộc tấn công và buộc địch phải phân tán lực lượng trên chiến trường đấy và như vậy ý nghĩa của các cuộc tấn công chiến lược trong đông xuân 1953-1954 đó là gì Nào bạn nào trả lời được không nào? Đấy, địch muốn tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ để tiến công chiến lược thì ta buộc địch phải phân tán ra. À, thành Điện Biên Phủ này, Luông Pha Bang, Mường xài này, Seno này và Pleiku này. À, thì ý nghĩa của các cuộc tiến công chiến lược trong Đông Xuân 1953-1954 đó là gì nhỉ? À đúng rồi, đó chính là ta buộc địch phải phân tán ra như vậy cái bước đầu của kế hoạch Nava đã không thực hiện được, đó là việc tập trung quân, đúng không? Cho nên kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản à, Và trước tình hình đó thì thực dân Pháp đã quyết định chọn Điện, điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta. à Vậy à, chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần tiếp theo là chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Nhờ, à, vậy trước hết chúng ta phải hiểu được là tại sao thực dân pháp lại chọn điện biên phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta à, thì điện biên phủ nó là một cái thung lũng nằm ở phía tây của khu rừng núi tây bắc và nó gọi là một cái bàn xoay có thể đi về nhiều hướng đó là à, giáp danh với thượng lào này và có kinh đô phong sa lì của lào này tức là từ đây có thể sang lào đúng không ạ và từ đây thì cũng có thể lên phía Bắc là lên Trung Quốc. đấy nó có một vị trí chiến lược không chỉ quan trọng không chỉ ở Tây Bắc mà còn với cả Đông Dương. À, và thứ hai là à, Điện Biên Phủ thì nó là một cái khu mà đông dân, trù phú và nó có cánh đồng rộng nhất ở vùng Tây Bắc. đó chính là cánh đồng Mường Thanh ấy. và quân Pháp không muốn cái kho lúa gạo đấy rơi vào tay ta. đấy và cái thứ ba này đó là thực dân à, đó là điện biên phủ thì cách hậu phương của chúng ta Hà Nội là 300 km và đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh là 500 km. Và Pháp cho rằng là gì ạ? À, vì nó cách xa hậu phương của chúng ta như vậy cho nên là cái việc mà chúng ta tiếp tế cho điện biên phủ à, trên một cái chặng đường rất là dài và đường đi thì khó khăn và máy bay và pháo địch thì thường xuyên là cản trở thì việc khó khăn cho điện biên tiếp tế cho điện biên phủ là cực kỳ khó khăn nhất là cái việc mà chúng ta kéo pháo vào trận địa làm vô kế khả thi có nghĩa là không thể làm được à mà nếu có kéo được kéo pháo vào trận địa được thì cũng chỉ là pháo hạng nhẹ khả năng chiến đấu thấp Đấy, cho nên là thực dân pháp đã quyết định chọn điện biên phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta là cái bẫy để thu hút bộ đội chủ lực của chúng ta lên đây để tạo điều kiện cho pháp mình định được đồng bằng Bắc Bộ và chiếm liên khu 5 thực hiện kế hoạch Na Vàng. Thế thì và để thực hiện được cái kế hoạch đó thì Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ như thế nào? Đấy, chúng ta cùng theo dõi lược đồ này. À, điện Biên Phủ là gồm có 49 cứ điểm liên hoàn và chia làm 3 phân khu. Phân khu Bắc, phân khu Trung Tâm và phân khu Nam. Đấy, riêng phân khu Trung Tâm thì lực lượng ở địch ở đây đã chiếm tới 2 phần 3 và có sở chỉ huy The Capitoli ở đây và à, Điện Biên Phủ thì có tiếp tế bằng hai sân bay đó là sân bay ở khu trung tâm này và sân bay Hồng Cúm ở phân khu Nam Đấy, và có thể nói rằng là thực dân Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ cực kỳ là kiên cố là một cái công trình phòng ngự vững chắc và nó được gọi là một pháo đài bất khả xâm phạm là con nhím khổng lồ giữa núi rừng tây bắc và nó trở thành niềm tự hào của cả pháp và mỹ thế thì đứng trước cái âm mưu và kế hoạch mới của thực dân pháp như thế như thế thì chúng ta đối phó như thế nào chúng ta theo dõi tiếp tục Này. trước tình hình đó thì bộ chính trị và trung ương đảng đã họp và chúng ta quyết định mở chiến dịch và mục tiêu của chúng ta đó là à, chúng ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng Tây Bắc để tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. Và do tầm quan trọng của chiến dịch như vậy cho nên là đồng à, Bắc Hồ đã giao toàn quyền quyết định cái chiến dịch này cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. À, thế thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu một chút là tại sao thực ta cũng chấp nhận chiến đấu với địch ở Điện Biên Phủ tức là chúng ta cũng coi đây là trận quyết chiến chiến lược với 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 địch và nếu như nhìn lại kế hoạch Nava thì chúng ta thấy một điều là Điện Biên Phủ nó nằm ngoài kế hoạch Nava đúng không ạ nó không có trong kế hoạch Nava nhưng sau đó thì thực dân Pháp lại chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta Đấy vì những lý do thế nào thì lúc nãy lúc trước cô đã phân tích rồi thế thì còn tại sao về phía ta ta cũng chấp nhận chiến đấu với địch ở điện biên phủ thế thì à, chúng ta biết là điện biên phủ nó là một cái thung lũng nằm giữa núi rừng tây bắc à, và cái địa hình đồi núi như vậy thì nó sẽ rất là thuận lợi cho chúng ta bởi vì trước đây chúng ta biết là chúng ta quen chúng ta quen cách đánh du kích ở khu vực rừng núi đúng không ạ và chúng ta sẽ phát huy được cái thế mạnh của mình cái thứ hai này là Điện Biên phủ nó là một tập đoàn cứ điểm rất là vững chắc gồm 49 cứ điểm kiên cố. Tuy nhiên, những cứ điểm đấy lại tách rời nhau và như vậy nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta à, có thể chia cắt các cứ điểm đấy bằng giao thông hào đấy để à, đánh các cứ điểm đó theo cái cách mình theo từng cái thời gian mình mình quyết định và đánh cứ điểm nào chúng ta lựa chọn. Đấy. và cái thứ ba, tại sao chúng ta lại chọn điện biên phủ nữa? Là bởi vì là đây có điện biên phủ có um, hai cái, cái tiếp tế chủ yếu bằng đường hàng không với hai sân bay, đó là sân bay Mường Thanh này ở phân khu trung tâm này và sân bay Hồng Cúm ở phân khu nam. Và nếu như chúng ta khống chế và triệt cái đường tiếp tế bằng hàng không thì coi như điện biên phủ hoàn toàn bị cô lập và đây chính là cái yếu điểm chết người của điện biên phủ Đấy, cho nên là chúng ta cũng chấp nhận chiến đấu với địch ở đây à, và à, phương án ban đầu của chúng ta là đánh nhanh thắng nhanh tuy nhiên sau đó thì điện biên phủ không còn là một trận địa giã chiến nữa mà thực dân pháp đã xây dựng thành một cái tập đoàn cứ điểm rất là vững chắc gọi là con nhím khổng lồ giữa núi rừng tây bắc À, và trước tình hình đó thì đồng chí Võ Nguyên Giáp vô cùng là trăn trở đấy. Và nhớ lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? À trận này đánh phải thắng, không được bại. Vì bại là hết vốn. cho nên là à, đội tại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định là chuyển sang đánh chắc, tiến chắc. Và đây chính là một cái quyết định vô cùng sáng suốt và nhưng cũng đầy khó khăn đúng không ạ? Và và nó là một trong những cái nguyên nhân để làm nên cái thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ của chúng ta cũng nói riêng cũng như là của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung à, và để chuẩn bị cho chiến dịch thì chúng ta đã uh, có công, công chúng ta đã có công tác chuẩn bị cho chiến dịch như thế nào Đây, vì với phương châm là tất cả cho tiền tuyến tất cả cho chiến thắng đấy cho nên là chúng ta đã có công tác chuẩn bị rất là chu đáo cho chiến dịch À, ở đây chúng ta thấy rằng đây là hình ảnh bộ đội chúng ta đang kéo pháo vào trận địa đúng không? Và quân Pháp cho rằng là chúng ta không thể kéo pháo được vào trận địa. Mà có thì chỉ là pháo hạng nhẹ khả năng chiến đấu thấp. Nhưng chúng ta đã có pháo 105 ly, 155 ly. Đấy, và kéo pháo này, chúng ta nhìn đây hình ảnh bộ đội chúng ta đang kéo pháo uh, chủ yếu bằng sức người, rất là thô sơ đúng không ạ? Và uh, chúng ta phải kéo những cái tấn thép nặng đến 2 tấn trên một cái chặng đường rất là uh, treo leo dốc khoảng từ 30 40 độ, thậm chí có nơi dốc đến 60 độ. Đấy và có những cái chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh để bảo vệ pháo. Như là tấm gương anh dũng của đồng chí Tô Vĩnh Diện. À, và trong cái hoàn cảnh đó thì cái, uh, nhạc sĩ Hoàng Vân đã sáng tác cái bài hát hò kéo pháo dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng trí căm thù và chúng ta đã kéo pháo được vào trận địa à, đây và đây là hình ảnh này dân công trên đường đi phục vụ chiến dịch điện biên phủ chúng ta thấy là những cái xe đạp thồ này đã vận chuyển được rất nhiều lương thực để phục vụ cho chiến dịch điện biên phủ. Nó chỉ là những cái xe đạp thường ngày mà chúng ta hay đi. Tất nhiên là nó không hiện đại bằng và nó được gia cố để chở một cái khối lượng lương thực rất là lớn. Đặc biệt là xe đạp thồ của anh dân công Ma Văn Thắng ở Phú Thọ đã chở được một cái trọng tải là 375 đến 400 kg lương thực để phục vụ cho chiến dịch điện biên phủ. Đấy, để chúng ta thấy rằng là công tác chuẩn bị của chúng ta cực kỳ chú đáo cho chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm để giành thắng lợi à, và chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra như thế nào chúng ta chuyển sang phần tiếp theo à, diễn biến đợt thứ nhất từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954 thì chúng ta tấn công vào phân khu Bắc à, phân khu Bắc à, đầu tiên chúng ta tấn công vào nồi Him Lam đây là một cái công trình phòng ngự cực kỳ hoàn hảo. À, và à, chúng ta với phương châm là đánh trận đầu phải thắng để khích lệ tinh thần chiến đấu của 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 bộ đội ta cũng như là để à, tạo sức ép với quân địch. Cho nên là chúng ta đã sử dụng một cái khối lượng pháo 2.000 trái pháo 105 ly để tấn công vào đồi Him Lam. Đấy, và khi mà pháo ta nổ thì à, à, tướng tướng giặc đó chính là Pirot là người mà phụ trách về pháo binh của địch đã vô cùng là 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 bất ngờ hoảng hốt đấy và sau hai đêm mà không thể um, buộc pháo ta phải um, im im um, không 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 có thể tiêu diệt được pháo của ta thì tướng giặc Pirot đã tự sát ngay trong hầm bằng một trái lựu đạn và sau đó chúng ta tiếp tục tấn công đồi độc lập và đồi ở và bản kéo. Đấy, và chúng ta đã giành được thắng lợi trong đợt tấn công thứ nhất. Và cái cửa ngõ vào Điện Biên Phủ ở phía Bắc đã được mở toàn. Đấy, đó là đợt thứ nhất. Sang đợt thứ hai này là từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4 năm 1954 thì lúc này chúng ta tấn công vào các cứ điểm của phía đông của phân khu trung tâm Đấy, và chúng ta đã đánh chiếm được các đồi à uh, E1 này, D1 này, C1 này, D2 này, riêng đồi A1 thì à uh, chúng ta và địch đã chiến đấu với nhau rất là quyết liệt. Bởi vì sao? Đồi A1 nó án ngữ trên một cái nó khống chế trên một cái 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 phạm vi rất là rộng, trong đó có cái uh, khu vực của sở chỉ huy của Đờ Cát. Đấy cho nên là à uh, đồi A1 được xây dựng cực kỳ là kiên cố và địch quyết tâm giữ, ta thì cũng quyết tâm chiếm và cuối cùng là chúng ta chỉ chiếm được một phần của quả đồi A1. Và đồng thời nữa trong đợt, đợt tấn công lần 2 ấy thì phương châm thì cái phương châm của chúng ta là chúng ta sẽ thực hiện chiến tranh, chúng ta sẽ thực hiện mà chiến tranh trận địa, trận, tức là đào các giao thông hào đấy để chia cắt uh, bao vây tiêu diệt các cứ điểm của địch đồng thời là khống chế và đi đến triệt cái đường tiếp tế bằng đường hàng không của địch. Đấy, cho nên là uh, gây cho quân địch rất là nhiều khó khăn và lúc này là uh, quân địch máy bay của địch không thể hạ cánh và cất cánh để tiếp tế cho điện biên phủ được mà phải tiếp tế bằng dù và tới 1/3 dù tiếp tế của địch là đã rơi vào tay bộ đội của ta. Và có một cái chuyện rất là vui đó là uh, có lần là bộ đội của chúng ta đã bắt được cái dù mà à, toàn là cây đá cây nước đá đấy và à, giữa cái chiến hào ác liệt như thế trong cái thời tiết nóng nực mà được à, có đá để pha cà phê thì thực sự là rất là tuyệt vời đúng không ạ à, và nhưng đấy là cái hàng mà không thể giữ được bảo quản được lâu dài cho nên là bộ đội của chúng ta đã đập đá ra và chia cho nhau để rửa mặt mũi tay chân thậm chí là dùng để tắm đấy và có tiểu đoàn còn bắt được cả những cái dù mà toàn là sách báo và trong đó thì có hai cái cuốn tiểu thuyết và có lá thư của vợ được cattori người cho chồng à, và chúng ta đã quyết định là trả lại cho được cattori và sau đó thì một tin lính pháp cầm cờ trắng đã đến điểm hẹn để mang về khu trung tâm mường thanh đấy để chúng ta thấy được là gì ạ là lúc này quân pháp gặp rất nhiều khó khăn à, tiếp tế thì một phần ba là rơi vào trận địa của ta và trong lịch sử người ta gọi đấy là cuộc tiếp tế ngược và trước cái tình thế quân pháp gặp khó khăn như thế thì mỹ đã tăng cường viện trợ cho pháp và dọa là ném bom nguyên tử xuống điện biên phủ nhưng điều đấy đã không xảy ra bởi rằng bởi rằng là cái phe chủ chiến trong quốc hội và chính phủ mỹ thì chiếm không chiếm ưu thế cho nên là cuối cùng là Tổng thống Mỹ Eisenhower cũng phải đành chấp nhận. Đấy, đó là trong đợt tấn công lần thứ hai. Tiếp theo là sang lần thứ ba, đợt ba là diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954. Và trong đợt thứ ba thì chúng ta tấn công vào những cứ điểm còn lại của phân khu trung tâm và phân khu nam. Đấy, chúng ta tấn công vào những cứ điểm còn lại của phân khu trung tâm và và phân khu nam. Đây. À, riêng đồi A1 này, chúng ta phải dùng một cái quả bộc phá một, 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 tấn ấy, một tấn để làm nổ tung quả đồi. Đấy, và vào ngày mùng 6 tháng 5 và đấy chính là hiệu lệnh báo hiệu cái sự suy tàn của Điện Biên Phủ. Và sau đó chiều ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954 thì chúng ta đã bắt sống được Cát và toàn bộ tham mưu của địch. À, lá cờ quyết chiến quyết thắng đã tung bay và chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi. Sau 56 ngày đêm và sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, 9 năm làm một điện biên nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Đấy, thì chúng ta ở đây cô lưu ý một chút chúng ta là cái cách đánh của trong uh, chiến dịch Điện Biên Phủ là chúng ta lại chia thành từng đợt đúng không ạ? Bởi vì chúng ta tấn công một cái tập đoàn cứ điểm rất là mạnh, rất là kiên cố, vững chắc. Đấy, cho nên là chúng ta tấn công đợt một xong thì chúng ta nghỉ để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Nó khác với cái cách đánh trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947. Đó là là chúng ta đánh vận động chiến, tức là chúng ta bát, bám sát sát địch để tiêu diệt và bẻ gãy hai gọng kìm của thực dân Pháp. Và cái cách đánh trong chiến dịch biên giới Thu Đông 1950, đó là chúng ta đánh điểm diệt viện, tức là chúng ta đánh vào đồi Đông Khê và tiêu diệt quân viện trợ từ Thất Khê lên và quân rút chạy từ Cao Bằng xuống, gọi là đánh điểm diệt viện. Đấy. Và chiến dịch biên biên phủ đã kết thúc thắng lợi vào ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954. À vậy cái ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên phủ đó là gì? À, chúng ta căn cứ vào cái à, âm mưu và thủ đoạn của thực dân pháp trong năm 1953-1954 và tại sao thực dân pháp lại chọn điện biên phủ để quyết chiến chiến lược với ta để chúng ta rút ra cái ý nghĩa to lớn của chiến dịch điện biên phủ đó là gì? À, nếu như những cuộc tấn công trong đông xuân 1953-1954 thì làm cho địch phải phân tán lực lượng ra để đối phó với chúng ta trên chiến trường. Là và làm cho kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản thì à, chiến dịch điện biên phủ đây được gọi là canh bài cuối cùng của thực dân Pháp à, và Pháp đã thất bại cho nên ý nghĩa to lớn của chiến dịch điện biên phủ đó chính là gì à, Đúng rồi đó chính là là đã làm cho kế hoạch Nava hoàn toàn bị phá sản nhé yeah. À, như vậy là chúng ta đã tổng kết lại toàn bộ những cái nội dung cơ bản của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp từ năm 1946 đến năm 1954 à, và sau đây thì cô có một cái bài tập nho nhỏ cho chúng ta đó là à, chúng ta sẽ có một cái bảng như sau tổng kết lại tên các chiến dịch quân sự tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1946 đến năm 1954. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điền vào cái bảng này nhé. Và cô sẽ cũng tiếp tục theo dõi xem là bạn nào mà điền sớm đúng thì cô sẽ ghi nhận để cho các con điểm nhé. Nào, tên chiến dịch đầu tiên này là chiến dịch gì nhỉ? Chiến dịch đầu tiên đó chính là chiến dịch à, Tây Bắc. À, cô xin lỗi là chiến dịch à, Việt Bắc. Vào năm 1947 và chiến dịch này chúng ta giành được thắng lợi, đúng không ạ? Cho nên ý nghĩa của chiến dịch này đó là gì? Đó chính là Pháp thất bại trong âm mưu đánh nhanh thánh nhanh và phải chuyển sang đánh lâu dài. Đúng không? Đánh lâu dài với ta. Nào, tiếp theo nào là chiến dịch gì nhỉ? Sau năm 47 là đến năm 1950. Và trong năm 1950 thì chúng ta mở chiến dịch biên giới. Và, và ý nghĩa của chiến dịch biên giới năm 1950 đó là gì? À, ta đã giành được thắng lợi và chúng ta giành thế chủ động trên chiến trường chính ở Bắc Bộ. Nào, và tiếp theo nữa là các chiến dịch trong Đông Xuân 1953-1954. chúng ta mở bốn chiến dịch, đúng không ạ? Và đã ý nghĩa của bốn chiến dịch trong Đông Xuân 1953-1954 đó là gì? À, chúng ta buộc địch phải phân tán lực lượng có nghĩa là kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản. Đúng không ạ? Và cuối cùng đó là chiến dịch gì nhỉ? À, chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra vào năm 1950. 54 và ý nghĩa của chiến dịch này đó là gì nhỉ Đấy. là làm cho kế hoạch Nava hoàn toàn bị phá sản Đúng không ạ? và chúng ta đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân pháp thắng lợi à, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán với ta và ký hiệp định Geneva à, như vậy à, chúng cô đã giúp chúng ta củng cố củng lại toàn bộ những cái nội dung cơ bản à, của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ năm 1946 đến năm 1954. À cô xin chào các em và hẹn gặp lại các em.